Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì hai anh em cũng chở cái xe lăn này từ ở thành phố Bến Tre bên nhà em anh chị. Mình cũng qua tới Mỏ Cày Bắc để tặng cho một hoàn cảnh ta cũng khó khăn gì đi đứng đó anh chị. Giờ hai anh em phải đi xe gắn máy, rồi anh Hương anh phải ôm cái xe vậy. Bắt đầu hai anh em phải chở qua tới bên đó cũng rất là xa, ngồi cũng phê lắm nha anh chị nha. Nặng không đây ca? Được. Nhưng mà chạy sợ gió đâu bọc đồ hơi tê tê không? Đi đi xa, càng xa nó càng nặng, mới nó đâu nặng dữ. Dạ. Yeah. Thì em cũng ghi hình một tí cho anh chị thấy là mỗi lần mình đi mà đi giúp bà con á cũng tương đối là khó khăn, chứ không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Như cái xe này thì dù như giờ là không lẽ giờ mình thuê xe ôm chở nữa thì tốn tiền, nên là thôi nè, hai anh em chịu khó chở luôn anh chị ha. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em mình sẽ đi tiếp nha. Cái xe lăn này mà ví dụ như mình mướn xe ôm đồ chở từ bên đây mà qua tới Mỏ Cày Bắc thì mình tốn cũng khoảng cả trăm ngàn hơn á anh chị. Nên là thôi hai anh em cũng tiết kiệm rồi, thôi mình chịu khó mình chở vậy đi cho nó khỏe, cho nó đỡ tốn tiền chứ lộn. Trăm ngàn rẻ. Trăm ngàn là rẻ hả? Khoảng trăm rưỡi luôn hả đại ca? Giờ hàng mắc quá. Bây giờ xăng cộ đồ lên á, nên là chi phí đồ đi bây giờ tốn tiền. Thôi để dành tiền với hai anh em ăn sáng mua phê có lý hơn ha. Có chút là. Dạ. Để từ đây ở bển ngồi bển là ê có ốp đùi luôn á. Tại vì cái xe lăn thì nó cũng tương đối nặng anh chị. Bây giờ em sẽ tạm ngừng tí xíu. Tại vì là anh Hương ảnh thì ảnh ôm cái xe, còn em thì em bây giờ hiện tại vừa chạy một tay cầm máy một tay thì cũng tương đối là nguy hiểm anh chị, nên là em xin phép em sẽ tạm ngưng nha. Bây giờ thì hai anh em đã vận chuyển cái xe lăn đi đến xã Tân Thành Bình của huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre mình đó anh chị. Rồi vô hết đây ca, ngồi nãy giờ phê hết đây ca. Phê chạy muốn bê tay luôn không phê. Chạy muốn bê tay luôn. Nói chứ mình vận chuyển cái xe lắc, cái xe lăn này anh chị, nó cần càng dữ lắm. Rồi hai thằng rồi phải để ở phía sau lưng á, chở cũng rất là vất vả. Anh chào em. Dạ. À. À. Anh chào em ha. À. Em nó bao nhiêu tuổi rồi em? 32. À em tên gì? Phạm Minh Sang. Phạm Minh Sang hả? À rồi mình bị giờ mình bị như thế nào em? Dạ mình mãi nhức tay dở không lên. À rồi nhức cái ngồi đại ngồi. Ngồi vậy ai đỡ ngồi được chút xíu. À. Rồi em bữa hôm em bị như thế nào mà bị như vậy? Biết nguyên bệnh gì coi giật bị luôn vậy. À không biết bệnh gì. À bây giờ lẫn như là mình đi đứng giờ nó cũng khó khăn dữ hả? Khó đi chứ. À nằm giờ nằm một chỗ không đỡ ngồi một chút được. Rồi lúc trước em làm công việc gì sáng? Em cũng đi mâm cát, cũng mặn mướn cũng bình thường. À. Lao động bình thường. À chăn nuôi cũng có. À ở đây rồi thấy nhà có hai vợ chồng hả? Dạ. À nhà ở đây ở căn nhà lá em ơi. À, anh chào em. Dạ em chào. Em là tên gì em? Dạ em tên Lê Hồng Loan. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ em nay 35. À 35 tuổi. Dạ. Rồi em đây em làm công việc gì em? Dạ em đi gói kẹo. À vậy là hai chồng của đi làm thuê không hả? Dạ. À chưa đứa con nào hết? Dạ chưa. À rồi Sang bị bữa bệnh như thế nào mà bị vậy hả em? Dạ tay bị co giật chứ cái chân bị yếu rồi. À. Nằm luôn rồi có giờ đi khỏe rồi cũng. À. Chè đi được chứ còn đi hẳn chưa có được đi được cứng. À. Không rồi hai vợ chồng đây mình có hộ nghèo không? Dạ không anh. À dạ nhiều khi tại nhiều khi mình còn trẻ quá chưa có được xét ha. Dạ. À
Rồi ở đây rồi hai chồng ở ở cái nhà lá đây thôi hả? Dạ, dạ đúng. À, ở nhà lá đơn giản. Nhà thì ở Bến Tre thường ta làm ở vách bằng cây dừa vậy nè anh chị. Rồi hai vợ chồng làm kinh tế giờ đỡ không em? Dạ cũng hơi kém. À. Dạ. Là em gói kẹo là gói ở đâu phải chạy qua tới Mỏ Cày hả? Dạ không, em ra tới Định Tân Thiện. À, vậy là cũng gần gần đây cũng đỡ ha. Dạ. À, rồi bây giờ chồng bệnh rồi giờ còn con mình đi làm để lo kinh tế. Dạ. À. Rồi mấy rạng sang có đi tái khám đồ không em hay là sao? Bị dạ chưa có tiền đi tái khám anh. À. Dạ cũng đi cũng khám mà chưa có tiền khả năng đi trị bệnh. À. Dạ. Nhưng mà cũng như là rồi là bị bữa hổm bị bệnh rồi rồi em có đưa vô bệnh viện không hay sao không? Dạ có, em bữa đi bữa thứ hai mà khám bệnh rồi nhưng mà không có nằm viện, khả năng không có. À. Không có tiền kinh tế chưa có. Rồi người ta nói là mình như là sang bị bệnh như thế nào em? Dạ ảnh bệnh cũng như là ở trong cái giấy của bác sĩ á, người ta nói như thế nào á? Dạ còn khám cái tay nữa, cái tay bị khớp với viêm khớp với bị cơ, teo cơ. À. Còn cái bên trong thì cũng có bệnh nhưng mà hơi ít. À, dạ. Bây giờ là như là đi đứng giờ rất là khó khăn ha. Dạ. Ừ. Đây giờ có hai vợ chồng cũng đỡ chứ mà gặp có con nữa còn khổ nữa. Dạ. Ừ, đang trong lúc này nữa. Thì hôm nay anh Hương anh qua anh cũng tặng cho Sang cái xe lăn và để mà Sang có thể là mình dễ đi đứng rồi trong lúc mà như là có đẩy đi khám bệnh đâu được anh chị, chứ mà còn bây giờ thì Sang bây giờ như là mình cũng đi đứng rất là khó khăn rồi, vợ thì nhiều khi đẩy tới đẩy lui cũng khó nữa. Đây thì cũng có một phần quà gồm có gạo, mì, nước tương, nước mắm, dầu ăn và sữa ha. Cái này có nói quà này của ai không anh Hương? Của Bùi Thị Anh Đào. Của chị Bùi Thị Anh Đào ha. À, của cái này là cái xe lăn này với quà này là của chị Bùi Thị Anh Đào tặng cho Sang ha. Sang ha. Dạ, cảm ơn anh. À. Rồi anh nghe nói là hiện tại là bữa hổm bệnh là hai vợ chồng là không có tiền để đi khám luôn hả? Không có đi, mới đi bữa hôm qua. À, mới đi bữa hôm qua. Bốn mươi mấy ngày hả? Sao người ta phải kiếm cách sao ta đi khám chứ em? Không, chứ bị gì, nằm chỗ đâu làm được, đâu có tiền đâu đi. À, chứ nếu mà mình phải đi khám bệnh để xem thử coi mình kết quả là mình bị bệnh như thế nào rồi thì có hai toàn anh cho được 2 triệu rồi. À. Mới đi khám. À, đi khám rồi kết quả là bác sĩ có chẩn đoán là nói như thế nào không hay là anh nãy nghe vợ em nói làm như không rành lắm. Ừ, có chẩn đoán vậy, đưa to vậy, mua thuốc uống vậy. À, rồi em uống thuốc em thấy như thế nào? Chưa có tiền mua thuốc nữa. Chưa có tiền mua thuốc luôn hả? Qua đâu đủ tiền đâu, đâu à. Lấy thuốc. À. Nên lấy to vậy nay mới mua. À. Nay mới mua. Rồi công việc của em làm vậy đều dữ không sao? Không. Tức có làm những giờ các cấm tuyệt đối vậy đâu. À. Còn em làm điều không? Dạ em cũng nghỉ thường tại vì là nó hơi lò kẹo hơi nghỉ bất bên á. À. Dạ. Mà em làm ngày nghe nói có 100.000 ngày hả? Dạ. Là cái đó là do mình mới làm hay sao mà thợ giỏi làm nhiều tiền không em? Dạ tùy theo thợ với khả năng của mình nữa. À. Tụi em làm sản phẩm. À. Nhiều. À. À, thấy hai vợ chồng thấy làm vậy mà không có dư gì hả? Dạ chưa có dư. À. Đây thì giờ Sang giống như là nhà mình cũng đi đứng đồ khó khăn lắm anh chị. Rồi làm cũng không có ra tiền nữa. Nên là bây giờ thì kinh tế cũng tương đối là khó khăn. Quê lại cũng đâu có. Quê lại không có luôn hả Sang hả? Không có. À. Không cho rồi. Chắc nghe thôi. Được rồi, thấy ổng. Thấy không? Đúng chưa? Đây thì ở phía mạnh thường quân của anh Hương cũng có hỗ trợ cho gia đình một ít tiền để mình đi khám bệnh luôn hả chị ha? Cảm ơn. Bây giờ thì mình
cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí á, dạ. Thì em phải đi khám bệnh rồi cho Sang để xem coi sức khỏe như thế nào ha, dạ. Chứ Sang hôm nay là anh thấy là còn rất là trẻ, hai vợ chồng trẻ quá trời luôn, mà phải đi tái khám, đặng đi khám rồi cho mình biết cái bệnh đang mình trị, chứ còn nếu mà nằm như vậy rất là khổ nha em. Dạ. Thì hôm nay thì anh qua thăm gia đình á, thì anh cũng xin trích kinh phí của Mạnh Thường Quân á để hỗ trợ cho gia đình ha. Dạ. Thì anh cũng hỗ trợ cho gia đình là thêm là 2 triệu. Thì ở đây là 1 triệu là của chị Oanh ở bên Mỹ, và của chú Quỳnh, và của bạn Tiền và bé Hiếu, là mỗi người như vậy là 500 ngàn nữa. Dạ. Với chị Oanh 1 triệu là tổng cộng là 2 triệu. Thì anh cũng gửi cho em để để có gì là em cũng lo cho Sang ha. Dạ. Lo cho Sang rồi, chứ mà còn trẻ quá. Dạ, à. Em cảm ơn. À rồi có dạ. gì em nhận đi ha. Dạ. À bây giờ là có tiền rồi cái em cũng cố gắng đi điều trị nha Sang. À. Chứ mà để anh thấy em còn trẻ lắm, mà nếu mà nằm như vậy hoài là khổ lắm nha. Hôm qua uống thuốc rồi, em qua đi khám rồi, giờ mua thuốc về uống thuốc à. Hẹn từng nó đi tái khám cũng à. Dám đi chứ có tiền à. Đi chứ. À ở đây rồi đi tái khám rồi em đi bằng gì? Đi ngồi xe ngồi không nổi với không ai đưa đi giờ đi kêu taxi đi hả? Tại bây giờ đi đứng đồ khó khăn quá ha. Đi đâu ngồi không nổi. Vậy thì giờ có tiền rồi cái mốt cái hai vợ chồng hỗ trợ nhau để mình đi tái khám rồi chứ mới được. Chứ nếu mà em đi mình vô đó là em cũng đâu có biết làm gì được đâu. Qua mảnh tái khám ngồi còn không được, vợ phải kè đi. À. Chứ đi bộ đi đâu, hang bộ đâu được, đi à. Phải đi hang máy đi à. Đi khó đi lắm. À. Vậy là bữa hổm là cái anh ở địa phương ảnh hỗ trợ cho Sang tiền để đi khám bệnh hả? Anh hai à. Anh hai hả? À? À được vậy cũng mừng ha. Chứ không có tiền đi nghe gì đâu mà nằm gần cả một tháng trời mà không đi khám luôn. Ngoài tháng luôn. Bởi vậy mới khám bữa hôm qua. Bởi vậy anh chị thấy thì bây giờ là bà con bây giờ cũng còn rất là khổ. Đâu phải là ai cũng có kinh tế có sẵn tiền để mà mình đi lo sức khỏe đâu anh chị. Như Sang vậy là bệnh nay là 40 mấy ngày mà gán nằm chịu đựng ở nhà, tại vì không có tiền đi khám bệnh á, nên là cũng phải gán chịu. Thôi thì anh cũng đến thăm gia đình tí xíu, thì em cũng cố gắng đi tái khám đồ đặng lo sức khỏe cho khỏe nha, đặng còn lo kinh tế lo phụ vợ, chứ còn nếu mà một mình em mà vợ làm không á là anh thấy là hơi vất vả nha. À em cũng muốn mà khỏe mạnh đi làm chứ à không có gạo ăn. À thôi thì em cũng cố gắng nha, em cố gắng lo cho Sang ha. Em cũng lắm anh. Em muốn khỏe mạnh đi làm sướng hơn, bệnh đi nằm cả. Nằm vất vả quá ha. Thì em cũng đến thăm Sang. Thì ở phía anh Hương thì cũng có hỗ trợ cho Sang chiếc xe lắc chở, hỗ trợ cho Sang cái xe lăn anh chị. Tại bây giờ là Sang chân cẳng rồi, bây giờ nó cũng rất là đi đứng rất là khó khăn, di chuyển không có được anh chị. Thì có xe lăn này thì để có thể là vợ có thể đẩy ra bên ngoài để mỗi lần mình đi tái khám rồi đó anh chị, hoặc là để đi ra phơi nắng rồi cho nó khỏe, chứ mà nằm một chỗ vậy thì cũng khó chịu lắm anh chị. Nói chứ đâu phải là ai cũng muốn nằm như vậy đâu anh chị, muốn nó thật sự thì là khỏe để mình đi làm cho nó còn khỏe hơn ha. Thì em cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến chị Oanh, chú Quỳnh và bạn Tiền và bé Hiếu đã hỗ trợ kinh phí để cho Sang có điều kiện để mình đi khám bệnh rồi ha, đặng mà mình còn khỏe, đặng còn lo kinh tế cho gia đình. Chứ nằm như vậy thì một mình vợ làm một ngày chỉ có 100 ngàn là rất là vất vả anh chị. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.